Ok, chào anh em nhé. Đây là một cái bộ khung của rìu mini này. Khung của rìu mini thì bao gồm những cái gì? Để mình nói rõ cho một số bạn không biết này. Đây, các bạn nhìn thấy không? Đây là hai khung cánh này, Đấy, nó dài từ khoảng 78 đến 80 phân chứ không phải con nào cũng giống nhau. Có con 78, con 79, con 80, ví dụ thế. Đây còn cái đuôi này là nó dài 30 cm này, 30 phân này. Đấy. Đây còn khung giữa của nó này. Về các bạn đây nhá. Đây các bạn nhìn rõ này. Đây shop đã làm sẵn thành khung như này nhá. Các bạn nhìn chưa? Khớp một điểm đầu này. Đầu khung này. Đấy, đầu khớp một cái rồi nhá. Tiếp theo đến đoạn này. Đây một cái nữa này. Đây khớp một cái nữa. Dưới này hai khớp nhỏ ở đuôi. Đấy, các bạn về các bạn làm như thế này nhá. Một số bạn không biết vào chọn sản phẩm của mình xong rồi. Nói chung là các bạn tưởng là nó là diều ấy. Các bạn vào các bạn chọn đặt mua xong mình giao hàng đến thì lại đánh giá cho mình một sao vào sản phẩm ấy, nó rất khó. Đấy, nhiều bạn không biết cứ tưởng là diều. Đây đuôi lắp như này nhá. Đây này, đánh dấu sẵn rồi này. Đấy, các bạn nhìn thấy điểm đánh dấu được mực chưa? Xếp vào như này nhá. Đấy, các bạn phải buộc cố định vào và các bạn lấy cái dây gì cũng được, nhưng lấy dây chỉ tốt nhất thì nó bé, nó chắc. Đây lấy dây chỉ buộc vào, buộc điểm này buộc hết đây vào. Đấy xong buộc cả hai đầu nữa, buộc cả hai đầu xong bắt đầu các bạn mới kéo chỉ và cầm cái dây chỉ đấy hay dây gì cũng được, bạn có dây gì bạn làm dây đấy, kéo cái dây chỉ từ cái đầu bên này sang đầu bên này. Khi đã buộc rồi nhá, buộc hai cái này rồi mới nhau rồi mới kéo nhá, kéo cho nó cong lên một chút. Đấy xong các bạn bắt đầu các bạn mới chỉnh khung. Các bạn chỉnh khung thì các bạn chỉnh nhá. Các bạn chỉnh khung thì các bạn khi các bạn đã cố định buộc dây ở những cái điểm này rồi. Đấy các bạn cố định hai điểm này rồi nhá. Hai điểm này rồi nhá, là 4 điểm nhá. Các bạn cố định xong thì các bạn kéo khung giữa, kéo cái dây một dây ở từ đầu đây này, nó buộc xong nó sẽ như này. Đây, buộc xong nó sẽ như này. Đấy. Đấy bên này cũng thế, bên này nó cũng phải vế vào nhau thì nó sẽ cong thành hình vòng cung. Thì các bạn bắt đầu buộc một cái dây, buộc dây vào đầu này, một dây vào đầu này, kéo sang bên, cho luồn qua dây giữa, luồn qua cái khung giữa này, dây luồn qua khung giữa xong kéo sang đầu bên này, kéo sang đầu bên này. Đấy, hai cái này trụ với nhau kéo sang đầu bên này. Đấy thì bắt đầu nó sẽ cong lên một ít thôi. Đấy các bạn nhìn dơ lên nhìn vừa mắt cho đẹp, giống cái video của shop đăng sản phẩm khung diều 6 mini đấy. Đấy cái loại 80 cm đấy. Đấy thì shop mình bán cũng mười mấy bộ như này rồi, nhưng mà đa số là các bạn chưa biết cách lên khung. Nhưng mà các bạn thích mua về các bạn làm chẳng hạn. Đấy thì shop hướng dẫn các bạn làm. Còn một số bạn không biết làm ấy, cứ tưởng nó là cái diều luôn ấy, vào mua xong rồi nhận hàng vào đánh giá cho shop một sao là mình rất buồn những bạn như thế luôn. Đấy các bạn không chú ý, các bạn không đọc tiêu đề mô tả sản phẩm các bạn đã đặt mua rồi, nên là nó rất khó cho mình mà về các bạn không biết làm gì cả. Các bạn có khung treo như này rồi các bạn về không biết làm gì, các bạn chỉ vứt đi thôi, phí tiền thôi chứ không làm gì cả. Đấy mình làm ra mình bán thì nó vừa mất công mình làm mà các bạn mất tiền mua, thì các bạn về các bạn phải chơi được, phải biết làm thì các bạn mua cái loại này nhá, còn không thì các bạn không nên đặt loại làm gì cả. Đấy một số bạn nhắn tin hỏi là khung này có bay được không, rồi khung này buộc lèo sẵn cho mình. Thật sự là nói chuyện với một số bạn hình như là các bạn cứ tưởng nó là cái diều luôn thì phải, tại vì nó chỉ là cái khung mình buộc lên thôi chứ chưa về các bạn phải buộc lên để mình chụp ảnh mình đăng lên sản phẩm, mô tả cái sản phẩm nó như thế để cho các bạn dễ hình dung thôi, chứ còn để mình đóng đi thì mình phải để nguyên như này. Đấy, đóng thành một cây, đóng thành một cái thẳng như này. Đấy, đóng thành một bọc hàng gửi cho các bạn, về các bạn phải bắt buộc các bạn phải tự làm chứ. Đấy
các bạn phải tự làm, tự bỏ ra đây này, tự bỏ khung ra các bạn để vào, xong các bạn buộc đấy. Đấy, xong các bạn buộc vào, phải buộc, phải làm, phải khâu áo. Khâu áo cái loại bé này các bạn, mình chỉ cho các bạn nhá, khâu cái túi ni lông nó mỏng thôi thì nó sẽ rất dễ bay đấy, nó vừa dễ làm mà vừa dễ bay. Còn các bạn khâu cái loại túi dày vào ấy, túi tốt vào thì nó sẽ không bay được đâu, vì nó hứng được ít gió. Cái loại diều to thì khâu túi bóng dày thì càng tốt, tại vì nó hứng được nhiều gió, nó không bị co giãn nhiều. Còn cái loại này mình cứ chơi túi bóng mỏng nó dễ bay, mà nó co giãn thì mình chơi chán chê co giãn mình lại khâu lại đấy, mình lại cho một cái túi bóng mới, mình tháo cái túi bóng cũ ra mình khâu túi bóng mới đấy. Các bạn khâu bằng dây chỉ nhá, tất cả các bạn làm bằng chỉ hết. Cái khung này nó vì nó nhỏ, diều nó bé, nó hứng được ít gió. Đây này, những cánh của nó rất ngắn, các bạn tưởng tượng cái cánh nó ngắn này, một găng tay mình 20 phân này. Đây 40 phân này. Đấy, các bạn tưởng tượng nó hứng được ít gió lắm. Nên là các bạn phải làm túi bóng thật mỏng để cho nó dễ bay, gió nó dễ đẩy. Đấy, mình nói qua cái khung này cho các bạn có đặt mua thì các bạn chú ý, các bạn xem. Các bạn đặt mua thì các bạn cũng phải nhìn tiêu đề mô tả người bán hàng viết như thế nào để các bạn đặt mua. Đấy, chứ không phải là các bạn cứ vào các bạn thấy hình cái diều là các bạn đặt mua, nên là về các bạn không biết làm, các bạn vứt đi, nó mất công của mình mà phí tiền của các bạn lắm, thật đấy. Đấy, shop nói qua cho các bạn như thế. Đấy, cái khung nó, toàn bộ khung nó như này. Đấy, nó chỉ như này thôi. Đấy, shop sẽ đóng thẳng vào, cho đóng vào trong một cái bọc giấy, cuốn giấy bên ngoài để gửi cho các bạn. Về các bạn phải tự làm nhé, đây nó chỉ là nguyên liệu thôi. Đây là bộ khung mình đã làm, shop đã làm, và nó chỉ là nguyên liệu để cho các bạn. Về các bạn cứ thế bạn làm, các bạn không phải tự vót khung, kiếm tre vót khung. Đấy, mà tre không phải tre các bạn lấy tre nào cũng được, mà nó phải tre già, tre cứng một tí. Đấy, khung nhá, khung mình đã vót sẵn rồi, về các bạn chỉ việc làm thôi. Đây, những cái nó cong cong kiểu như này, cong cong thành vòng cung này rất dễ làm luôn. Các bạn buộc lên một cái là nó đã thành, nó đã cong lên rồi, chứ các bạn chưa cần bấm cái gì cả nhá. Đấy thôi, mình nói qua một chút thế để cho nhiều bạn không biết. Các bạn đặt hàng thì các bạn chú ý một chút để về đỡ mất công mất việc, rồi mua về không biết làm, cứ tưởng là cái diều thì mang bực vào người. Đấy, cảm ơn các bạn nhé.